Đám đông giáo hội. Họ là những người đã làm thành đám đông kéo đến nghe Đức Giêsu giảng dạy. Xin Ngài dạy cầu nguyện, năn nỉ Ngài chữa mọi tật bệnh, cầu cứu Ngài trừ quỷ, trút bỏ trong trái tim yêu thương của Ngài gánh đời nặng trĩu, được Ngài nuôi ăn. Họ là những người của đám đông đã tung hô Đức Giêsu trên đường vào Jerusalem, an ủi vác đỡ thập giá, lau khuôn mặt đầy máu, đứng dưới chân thánh giá, mai táng, thăm mộ Ngài ngày thứ nhất trong tuần, được thấy Ngài sau khi sống lại và về trời. Họ là đám đông có dính dáng quan hệ với Đức Giêsu, đám đông cảm phục yêu mến và tin tưởng Ngài, đám đông đi theo và ở lại với Ngài, đám đông làm chứng về Ngài, đám đông loan truyền cái chết và tuyên xưng sự phục sinh của Ngài. Nói tóm lại, đám đông giáo hội là tất cả những ai tin và đi theo Đức Giêsu để được Ngài biến đổi đồng hình đồng dạng với Ngài. Chúng ta đã bàn về những đám đông xã hội. Trong những đám đông này, người ta có chung một mẫu số, đó là khao khát chưa được thỏa lòng, những khát vọng chưa được mãn nguyện, những ước mơ khó thành hiện thực, những đợi chờ còn vời vợi xa xôi. Và những đám đông ấy vẫn mãi mòn mỏi thao thức, ngổn ngang ưu tư, chịu nặng tâm sự trước cuộc sống ngày càng chằng chịt khó khăn. Tiếp đến là những đám đông ít nhiều có sự hiện diện của Đức Giêsu Thiên Chúa làm người ở giữa loài người. Có những đám đông đi tìm Ngài, nhưng cũng có những đám đông xa lánh Ngài. Có đám đông đón nhận lắng nghe, và có đám đông khước từ xua đuổi. Có đám đông tuốn đến nghe Ngài giảng và xem Ngài làm phép lạ, nhưng có đám đông khích bác thị phi khinh mạng. Có đám đông đi theo và đám đông nguyền rủa ném đá. Có đám đông thân thiện chân tình, nhưng cũng có đám đông phẫn nộ đe dọa lùng bắt. Có đám đông trung tín hiền lành bên cạnh những đám đông hung dữ đả đạo lên án phản bội. Có đám đông cộng tác và đám đông phá hoại. Có đám đông thiệt tình và cũng có đám đông giả hình. Có đám đông tử tế và cũng không thiếu những đám đông lưu manh côn đồ vô cảm, giả nhân giả nghĩa. Đến giữa đám đông nhân loại, như với đám đông bên bờ sông Giô-đan khi xin Gioan làm phép rửa, Đức Giêsu muốn đám đông trở thành đám đông thuộc về Ngài, đám đông có Ngài lãnh đạo, đám đông mang sức sống thần linh của Ngài, đám đông sẽ cùng Ngài hiển trị trong vương quốc vinh quang. Đó là đám đông giáo hội. Đám đông giáo hội là đàn chiên ước mơ của Đức Giêsu. Đám đông giáo hội là tập thể những người tin theo Đức Giêsu, được diễn tả nhiều qua hình ảnh đàn chiên. Đó là đàn chiên có chủ chăn là chính Đức Giêsu, đấng nhận mình là mục tử nhân lành. Tôi là cửa cho chiên ra vào, mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Đức Giêsu mơ một giáo hội là đàn chiên có chủ chăn duy nhất là Ngài. Đàn chiên ấy từng con được yêu thương, biết rõ gọi tên. Đàn chiên ấy được che chở bênh vực trước mọi rủi ro đe dọa nguy hiểm, nhất là được nuôi nấng chăm sóc để sống hạnh phúc. Ngài ước mơ tất cả loài người quy tụ quanh Ngài để làm thành một đàn chiên duy nhất. Toàn thể nhân loại nghe tiếng Ngài, và Ngài là mục tử yêu thương, sẵn sàng hiến mạng sống cho tất cả đàn chiên và cho từng con chiên. Giấc mơ ấy còn được biểu hiện qua hình ảnh người mục tử nhân hậu, giàu lòng xót thương, mừng rỡ vác lên vai con chiên đi lạc vừa tìm thấy. Hình ảnh đám đông giáo hội như đàn chiên
cũng được Đức Giêsu tô đậm trong tâm khảm Phêrô, người được trao quyền cai trị đám đông giáo hội, khi hỏi ông ba lần: "Con có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Và ba lần liên tiếp nói với ông với hai động từ chăm sóc và chăn dắt: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy, hãy chăn dắt chiên của thầy." Như thế, đám đông giáo hội mà Đức Giêsu ước mơ quy tụ chính là đám đông thuộc về Ngài, được Ngài yêu thương chăm sóc chăn dắt. Đám đông ấy còn được thứ tha và tẩy rửa bằng máu của Ngài, được sống sự sống dồi dào vĩnh cửu của chính Ngài và được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Đám đông giáo hội gồm những người bé nhỏ được Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm về Ngài. Đám đông giáo hội khác những đám đông khác vì đám đông giáo hội nhận được mặc khải về Thiên Chúa, trong khi những đám đông khác không nhận được. Đức Giêsu đã hớn hở vui mừng cất tiếng ngợi khen Chúa Cha khi nói về đám đông giáo hội này: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." Đám đông giáo hội gồm những người bé mọn để sức mạnh của Thánh Thần tác động, để ơn sủng của ba ngôi bao phủ. Họ là những người được kêu gọi trên hết và trước hết đi tìm nước Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã căn dặn: "Anh em đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc, vì mạng sống thì hơn của ăn và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn chim trời, chúng không gieo không gặt, không có kho lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Phần anh em đừng tìm xem mình sẽ ăn gì uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần gì. Vậy hãy lo tìm nước của Người, còn các thứ kia Người sẽ thêm cho sau." Khi nói rõ dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, Đức Giêsu khẳng định sự khác biệt giữa những người thuộc về giáo hội của Ngài và dân ngoại là lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Bởi không thể là người thuộc về Đức Giêsu nếu không tín thác trông cậy tuyệt đối ở Thiên Chúa. Chính nhờ bé mọn, họ dễ dàng phó thác trông cậy vào Thiên Chúa quan phòng mà không tự phụ, tự mãn, tự cao, tự đại. Chính nhờ bé nhỏ mà họ bám víu vào tình thương bảo bọc của Thiên Chúa là đòi hỏi không thể thiếu để trở thành Kitô hữu, nghĩa là người hoàn toàn thuộc về Đức Giêsu, tháp nhập trọn vẹn vào Đức Giêsu, trở nên giống Đức Giêsu trong mọi sự. Đám đông giáo hội là những người sống hiến chương nước trời. Giáo hội là nước trời đang có mặt giữa loài người, là thiên đàng chớm nở ngay dưới thế. Nước trời, thiên đàng là hạnh phúc viên mãn, khát vọng của mọi người. Để đạt hạnh phúc đó, Đức Giêsu lập giáo hội của Ngài và kêu gọi đám đông quy tụ trong giáo hội sống hiến chương hạnh phúc mà Ngài đã công bố. Đây là hiến chương được đề nghị cho đám đông giáo hội, bởi chỉ sống theo hiến chương này, người ta mới thực sự bình an tận đáy sâu tâm hồn. Đó là bình an của Thiên Chúa, bình an mà thế gian không ban được, cũng không thể lấy đi, bởi bình an của Đức Giêsu phục sinh, bình an của tình yêu đã hiến mạng sống vì người mình yêu, bình an đã trao dâng trọn vẹn và đến cùng, bình an được kết tụ từ nước mắt, khổ đau, gian truân vất vả. Chính Đức Giêsu cũng chỉ ban bình an cho các môn đệ sau khi Ngài đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại, bởi chỉ bình an đó mới là bình an thật, bình an tinh ròng, bình an vô cùng quý giá, có sức chiến thắng tất cả. Với hiến chương nước trời, đám đông thuộc về Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa là gia nghiệp khi nghèo khó, được Thiên Chúa ủi an khi sầu khổ, được Thiên Chúa cho thỏa lòng khi thao thức khát khao công lý, được Thiên Chúa xót thương khi biết rủ lòng thương xót đồng loại, được chiêm ngắm Thiên Chúa khi tâm hồn trong sạch, được làm con Thiên Chúa khi nhọc nhằn xây dựng tìm kiếm hòa bình, được nước trời là gia sản khi bị nhục mạ xử tệ vì làm điều tốt lành công chính, được phần thưởng thiên đàng khi bị bạc đãi bách hại vì làm chứng về Thiên Chúa. Hiến chương bảo đảm vững chắc một đời sống hạnh phúc là bảo chứng không gì lay chuyển cho bình an viên mãn tròn đầy. Đám đông giáo hội là những người tin Đức Giêsu đã chết và sống lại. Vấn đề Đức Giêsu sống lại là vấn đề cốt lõi của đức tin nơi các tín hữu, như Thánh Phaolô đã viết: "Nếu Đức Kitô không sống lại,
thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lòng tin của anh em thật hão huyền. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Chính vì vậy, ngay hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-siêu kéo nhau đến gặp ông Phi-la-tô và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin quan lớn truyền cho lính canh mộ thật kỹ càng cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác, rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết sống lại. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước." Ông Phi-la-tô bảo: "Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo các cách ngươi biết." Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ. Như thế, những người ghét Đức Giê-xu cũng đã tiên liệu mọi tình huống có thể xảy ra, để không ai có thể phao tin đồn thất thiệt Đức Giê-xu sống lại. Hơn ai hết, những người này hiểu, nếu để xảy ra chuyện này thì coi như công trình tiêu diệt Đức Giê-xu của họ trở thành công cốc. Nhưng Đức Giê-xu đã sống lại như lời Ngài đã hứa. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây?" Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một chàng thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ. Các bà tìm Đức Giê-xu Nazareth đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã sống lại rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phê-rô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông." Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run rẩy bẩy, hết hồn hết vía. Đức Giê-xu đã sống lại và tin mừng phục sinh đã được Maria Magdala loan báo cho các môn đệ. Nhưng không ai chịu tin vì cho rằng đàn bà nhẹ dạ cả tin đồng bóng. Sau đó Đức Giê-xu hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus. 2 người này nói lại với các môn đệ khác, nhưng cũng chẳng thuyết phục được ai tin. Cuối cùng Ngài đã hiện ra với nhóm 11 và đã khiển trách các ông đã không tin và cứng lòng. Như thế, tin mừng phục sinh đã không được tin và đón nhận một cách dễ dàng ngay bởi các môn đệ thân cận nhất của Đức Giê-xu, mặc dù Ngài đã báo trước cho các ông, sau 3 ngày Thầy sẽ sống lại. Câu chuyện môn đệ Tô-ma cứng lòng nhất định không tin Thầy đã sống lại, dù tất cả anh em đã gặp Thầy, nói lên những khó khăn của niềm tin nơi Đức Giê-xu phục sinh. Cả người thân và người chống, người thương và người ghét đều không vội vàng cả tin Đức Giê-xu sống lại mà không thận trọng tìm tòi kiểm chứng. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sò ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Từ các môn đệ đến đối phương đều rất dè dặt và đòi hỏi gắt gao tính khả tín ở những nhân chứng phục sinh. Như trường hợp các phụ nữ từ tảng sáng ra mộ đã thấy tảng đá bị để hẳn ra một bên mộ trống. Và 2 thanh niên y phục sáng chói nói với các bà: "Sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã sống lại rồi." Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và những người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là Maria Magdala, bà Johanna và bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cùng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Âm mưu lừa đảo của đối phương để dập tắt tin mừng phục sinh. Các thượng tế Pha-ri-siêu và kỳ mục trong dân là những người chủ trương đồng thời tích cực thực hiện việc đóng đinh Đức Giê-xu đã rất lo ngại Đức Giê-xu sẽ sống lại như lời Ngài đã nói trước, nên đã âm mưu hối lộ các phụ nữ đang đưa tin Chúa đã phục sinh trên đường về từ mộ trống. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này:
ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính canh nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa những người Do Thái cho đến ngày nay. Như thế chuyện sống lại của Đức Giêsu đã được âm mưu dập tắt ngay từ đầu. Nhưng họ đã không thành công, vì tin vui phục sinh lớn quá, vĩ đại quá, đã làm nức lòng nhiều người và mọi người xôn xao bàn tán. Hầu hết những nhân chứng sống về Đức Giêsu phục sinh đều đã gặp Ngài. Và chính họ rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra, như Phêrô, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, đặc biệt các tông đồ trên bờ biển, đã được Luca thuật lại như sau. Khi hai môn đệ trên đường Emmaus thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và về việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh, các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bát vía, tưởng là thấy ma, nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Hãy nhìn tay thầy, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Điều quan trọng chúng ta nhận thấy ở đây là kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh của mỗi người. Họ là những người đã sống kinh nghiệm bản thân riêng tư thân mật với Đức Giêsu phục sinh khi Ngài đến gặp. Nhờ vậy, họ đã trở thành những nhân chứng sống động làm chứng Đức Giêsu phục sinh trong suốt đời họ. Đám đông giáo hội là những người loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Giáo hội là đám đông không chỉ tin Đức Giêsu đã sống lại, đã hiện ra gặp gỡ, ăn uống với họ và chúc lành cho họ, mà còn tin ở sứ mệnh loan truyền mầu nhiệm thập giá và mầu nhiệm phục sinh của Ngài khi xác tín mình được sai đi làm chứng. Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vị đã chép về Thầy đều phải ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Lệnh truyền thật chính xác rõ ràng: chính anh em là chứng nhân về những điều này, tức về đời sống giáo lý, nhất là sự chết và sống lại của Đức Giêsu. Làm chứng Đức Giêsu phục sinh từ nay là sứ mệnh của người đi theo Đức Giêsu, để rồi nếu không loan truyền tin mừng sống lại, chúng ta sẽ trở thành những người vô phúc nhất, như Thánh Phaolô đã khẳng định: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Nhưng tôi không hổ thẹn vì tin mừng, vì tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin." Tin mừng ấy là tin mừng Đức Giêsu đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại. Vì thế, chỉ duy nhất tin mừng của Đức Giêsu mới đem lại ơn cứu độ, sự sống đời đời. Nên nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Do đó, khi đám đông giáo hội không tha thiết với sứ vụ loan báo tin mừng, chịu chết trên thập giá và sống lại từ cõi chết của Đức Giêsu, thì đám đông ấy không còn là đám đông giáo hội, bị đánh mất căn tính ơn gọi của mình. Công vụ tông đồ đã tường thuật những ngày đầu truyền giáo của giáo hội. Ở đó các tông đồ đã nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Các vị hăng hái nói lớn cho mọi người Do Thái: theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi đau khổ của cái chết, vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Và đám đông giáo hội từ ngày đầu được khai sinh ở đó
mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Cho đến tận cùng thời gian, vẫn mãi làm chứng tin mừng Đức Giêsu bằng loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, dù có phải chịu khổ và mang xiềng xích như một tên gian phi vì tin mừng. Đám đông giáo hội làm chứng tin mừng bằng yêu thương. Toàn bộ tin mừng Đức Giêsu thủ lãnh của đám đông giáo hội được tóm tắt. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu mến chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, Đức Giêsu có mặt trong thế giới loài người vì yêu con người, và sự chết sống lại của Ngài là để chuộc tội cho con người, vì Thiên Chúa yêu con người, không nỡ để con người phải chết. Tình yêu đã thúc đẩy Thiên Chúa hành động, và cũng tình yêu cứu rỗi con người khi con người tin Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Đám đông giáo hội đi theo Đức Giêsu chính là ở trong tình yêu Thiên Chúa. Cũng như khi loan truyền Đức Giêsu chết và tuyên xưng Đức Giêsu sống lại, đám đông được tuyển chọn ấy ở lại trong trái tim Thiên Chúa, là nguồn mọi hạnh phúc, như Thánh Gioan đã khẳng định. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Vì thế, đám đông giáo hội liên kết chặt chẽ, gắn bó thiết tha với Đức Giêsu chủ chăn và với nhau trong tình yêu của chính Thiên Chúa. Đám đông giáo hội không còn là những đám đông xã hội hời hợt, dễ tụ dễ tan, bạo phát bạo tàn, tranh giành thị phi, kiêu căng bạo lực, nhưng là đám đông yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương họ. Tình yêu cứu rỗi là nội dung của tin mừng mà họ loan truyền tuyên xưng. Tình yêu làm họ nên hoàn hảo để họ được mạnh dạn trong ngày phán xét. Ở đó họ được tuyên dương công trạng vì đã yêu thương trong cuộc đời. Tình yêu không còn làm họ sợ hãi vì tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Chính Đức Giêsu cũng chọn tình yêu là huy hiệu của đám đông theo Ngài, tức giáo hội. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Tóm lại, đám đông giáo hội là đám đông có Đức Giêsu là chủ chăn tốt lành nhân hậu, sẵn sàng hiến mình cho đàn chiên được sống và sống dồi dào, được hạnh phúc và hạnh phúc viên mãn đời đời. Đám đông có hiến chương hạnh phúc và đường hướng yêu thương. Đám đông có khởi điểm là tin vào Đức Giêsu Thiên Chúa, và đích điểm là ở trong Thiên Chúa, ở với Thiên Chúa, để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trong vương quốc hạnh phúc của Ngài. Đám đông giáo hội không là đám đông thiếu chủ chăn để phải lạc đường lạc lối, không là đám đông đói khát vì không lương thực, không là đám đông tàn rụi chết chóc vì được nuôi sống, không là đám đông hận thù bạo lực vì một đời ôm ấp yêu thương, không là đám đông ích kỷ khép kín lập dị vì không ngừng lên đường sang bờ bên kia, không là đám đông ngạo mạn tự mãn vì chỉ dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa là tình yêu, không là đám đông hèn nhát ù lì thụ động nhưng hăng say quả cảm nhờ ơn sức mạnh của Thánh Thần, không là đám đông ở ngoài thế giới, ở trên mọi người, bên lề cuộc sống nhưng sống với ở cùng, để hết tình chia sẻ, hết mình phục vụ và gần gũi như men trong thúng bột, không là đám đông tìm kiếm chính mình nhưng tìm vinh quang Thiên Chúa trong thao thức và hành động yêu thương phục vụ mọi người không trừ ai. Người ta có thể cho đám đông giáo hội ấy là những người hoang tưởng khùng điên khi tin một con người và Thiên Chúa hóa con người này, cũng có thể trách móc đám đông giáo hội không tưởng thiếu thực tế khi chủ trương bác ái cực đoan tha thứ vô điều kiện, và cũng có thể đám đông giáo hội ấy không ngừng bị lên án là thuốc phiện mê hoặc quần chúng, giáo thuyết lạc hậu, chậm tiến, đi ngược trào lưu tiến hóa của thế giới văn minh. Nếu người ta đã có thể trách móc, lên án, phê bình, thì người ta cũng có thể bình tâm và lương thiện nhìn thẳng vào đám đông giáo hội ấy để biết đám đông ấy là ai và đã làm gì suốt hơn 2.000 năm. Một đám đông hời hợt, vô tổ chức, không lý tưởng, đường hướng, hiến chương, lại gồm những con người hoang tưởng, không tưởng,
thì khó có thể tồn tại lâu dài và tiếp tục với sức sống khí thế mãnh liệt. Gamaliel, một kinh sư được toàn dân kính trọng, thành viên sáng giá của Thượng Hội đồng Do Thái, trong buổi nghị án đối với Phêrô và các tông đồ do các vị rao giảng khắp nơi, cho mọi người Đức Giêsu chịu đóng đinh và làm chứng Ngài đã sống lại từ cõi chết đã lên tiếng: "Thưa quý vị là người Israel, xin quý vị hãy coi chừng điều quý vị sắc làm cho những người này. Thời gian trước đây có Tuda nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông đã tan rã, không còn gì hết. Sau ông có Juda người Galilee cũng nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn được dân đi với mình. Cả ông này cũng bị diệt và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này, cứ thả họ ra cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thực là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa." Họ tán thành ý kiến của ông. Và quả thực, vì là việc của Thiên Chúa và trong ý định đời đời của Ngài, nên đám đông giáo hội vẫn mãi hân hoan loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Như các tông đồ hôm ấy đã ra khỏi Thượng Hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu, sau khi bị đánh đòn và bị cấm không được rao giảng làm chứng Đức Giêsu Kitô. Giáo hội Việt Nam hân hoan dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa nỗi gian truân. Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần cảnh tân, dựng xây nước Chúa, dân thân loan truyền phúc âm, nói gương cha ông, tín chung trong Chúa thánh thần, và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa quan phòng ban nắng mưa tràn hoa cánh đồng, cho tin mừng như hạt lúa rông được gieo trồng trong miền đất cha ông, được tươi gọi bởi dòng máu nông, luôn thâm nồng hương tình mến cậy trông, trong hy vọng dâng tràn sức sống cho đồng lúa giáo hội chỗ bông. Giáo hội Việt Nam hân hoan dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban tràn hòa thánh ân. Bao nhiêu năm qua Chúa luôn nâng đỡ ân cần và luôn dẫn dìu nỗi gian truân. Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần cánh tân, dựng xây nước Chúa, dân thân loan truyền phúc âm, nói gương cha ông, tín chung trong Chúa thánh thần, và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa nhân lành luôn đoái thương tuôn tràn thánh thần, cho giáo hội luôn được canh tân, được thanh luyện qua ngàn nỗi truân truyền, cho con thuyền giáo hội ra khơi giữa biển đời muôn cuồng sống cuồng trôi. Xin Chúa dìu dắt thuyền đi tới cho cặp bến quê trời giang ngời. Thưa
người Việt Nam hân hoan dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban tràn hòa thánh ân. Bao nhiêu năm qua Chúa luôn nâng đỡ ân cần và luôn dẫn dìu qua ngàn muôn nỗi gian truân. Giáo hội Việt Nam nêu cao tinh thần canh tân, dựng xây nước Chúa, dấn thân loan truyền phúc âm, noi gương cha ông, tín trung trong Chúa thành thần và luôn hợp lời muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Trao nguyên dòng máu đào luôn tuôn trào khắp miền truyền giao, để nước trời như chiều sóng dâng cao, dung chuyên cầu cho đoàn con cháu luôn kiên cường thắng vượt những khổ đau. Theo Chúa dù tan dập xương máu, để tình mến tươi màu ngàn xuân.